lại với kênh Cathy Gerardo Cuộc Sống Ở Pháp. Thì chúc cả nhà có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nha. Như mọi người thấy là hôm nay cà chua của mình nó chín hết rồi cả nhà. Thì bây giờ Cathy sẽ đi thu hoạch cà chua, thì sẵn tiện quay cho mọi người xem và sẵn tiện quay để chia sẻ cho mọi người luôn. Mời mọi người cùng nhau cùng mình đi thu hoạch cà chua nhé. Đây này cả nhà ơi, cà chua của mình đây. Mọi người thấy cái trái cà chua, trái nào trái nấy không? Quá trời to luôn á. Đó. Ở đây thì mọi người, Cathy quay sơ cho mọi người xong rồi Cathy đi hái để còn đi làm nữa cả nhà ơi. Đó. Mà hình như á cả nhà ơi, nó có hai đợt trái thôi à. Nó nhiều quá đó. Cathy cho nó chỉ ôm hai đợt trái thôi. Trời ơi, ai lại cũng không mê cái vườn cái vườn cà chua của mình hết á cả nhà. Cây này là nó chín nguyên một cây luôn nè cả nhà. Đó, để cà thi quay cho mọi người xem. Đó, ảnh nhiều quá luôn á. Ảnh nhiều quá rồi cái ảnh lớn cũng không nổi luôn nữa nè. Chưa mấy là trái nó bự lắm á cả nhà ơi. Bây giờ mình sẽ đi hái cả nhà ơi, làm lẹ lẹ còn đi vô đi làm nữa. Mình sẽ đi thu hoạch cà chua nhé cả nhà, mình sẽ bắt đầu hái. Cái này không biết là nó chín. Ấp cắt trái này đi. Mình sẽ đi hái trái này cả nhà. 1 2 3 Ui, trời ơi nó cứng. Cả nhà ơi, thấy cái cà không? Chết cha, nó còn sống. Trời, cứ nhầm cái cà sống rồi. Thấy cái cà không? Quá tuyệt vời luôn. Vậy là mới chín nè, mình hái nhầm một trái, nó còn xanh ủng quá à. Đó, trái bự này nó chưa có chín mọi người ơi, mình nhìn ngoài nắng mặt trời thì nó chín rồi, nhưng mà cắt xuống nó chưa có chín. À, trái này chín nè. Thiệt tệ như vợ ăn đậu vậy đó. Mọi người thấy trái cà không? Hai trái cà để hết cái màn hình luôn. Mình sẽ đi hái cặp cà này. Đó, này là chín lắm rồi cả nhà ơi. Ui. Cả nhà ơi, nhìn đã quá.
cũng chắc cả nó bự chưa. Mình sẽ đi cắt ở trong này cả nhà ơi. À, mọi người thấy lên còn quá trời luôn nè. Mình sẽ đi cắt cái chùm này. Cái trái thì nó hơi nhỏ mọi người. Nó còn nhiều lắm á cả nhà ơi. Nhiều lắm nhưng mà mình không có hái hết hôm nay. Thì mình hái từ từ á để ăn cho nó ngon. Cái đám cà này là mình có hái live rai rồi đó cả nhà ơi. Tại vì mấy bữa mà cái Thi hái dưa đó, cái Thi quay cho mọi người xem cái mấy cái trái bự đầu tiên á là nó chín trước rồi cho nên mình đã hái nó. Còn đây là nó cũng to nữa cả nhà, nhưng mà nó không có được giống như ba trái kia, có ba trái to lắm luôn, to nhất trong bầy, nhưng mà nhà mình nó hái mất rồi. Đây cả nhà ơi, cái trái cà nó bự chà bá luôn nè, thấy không? Mà rất là ngon á cả nhà ơi, cái này á hả, cả Thi ăn trừ cơm luôn được á. Ngon lắm. Thấy mê quá cả nhà ơi. Bên này cà chua bi của mình có hai cây cà chua bi thôi mọi người, mà mọi người coi trái nè. Cả nhà thấy trái từ dưới gốc lên trên ngọn luôn. Đó. Cà chua cocktail này rất là dễ trồng cả nhà ơi. Mà trái khủng khiếp lắm. Năm rồi á, mình trồng nhiều cái giống này lắm mọi người mà ăn không hết. Cho nên là năm nay trồng lại ít lại hơi có 2 cây à, cho tụi nhỏ nó ra nó lặt thôi à. Đây. Mọi người thấy Lý Thông nó ăn như vậy nó chừa lại một trái vậy đó. Mình hái mấy cái này nó chín rồi nè. Đỏ luôn. Cái này nó ngọt lắm luôn á cả nhà. Nhà trái chùm chùm từ dưới gốc lên ngọn luôn. Đây cả nhà ơi, thấy cái xóm nhà lá này của mình không? Đó, quá trời luôn. 2 4 6 6 trái. Nay là lên ngọn rồi cả nhà, cho nên là nó không có được thẳng như bữa hổm nữa. Giờ cong giờ thẳng gì cũng ngon hết cả nhà ơi, cũng xài hết á. Đó, hàng cong thì xài theo hàng cong. Thẳng thì mình chơi theo thẳng. Đó, cả nhà thấy chưa? Nó 3 4 5 6 trái luôn. Bây giờ để Cathy đi thu hoạch. Cái chỗ này á là Cathy có 2 dây dưa thôi đó cả nhà, mà quá trời trái luôn nè. Đó. Chứ mà bên kia thì trồng nó không có trái cả nhà ơi, nó hư hết à. Bên kia bên này trồng sao nè. Ha, tại cái thời điểm mình trồng á nó không giống nhau cho nên nó cho cái năng suất khác nhau á mọi người.
Ôi. Đây này cả nhà ơi. Wow. Dưa đây cả nhà ơi. Cái trái bên này. Ôi, có hai dây dưa mà ăn hoài ăn không hết cả nhà. Trái này mình để lại đi mai mình hái. Nó còn nhóc luôn á cả nhà ơi, nè. Mọi người thấy trái không? Mẹ ơi, đây là cà mình thu hoạch được đây. Nhìn giống cà mua trong siêu thị kia không? À, mà trái nào trái nấy, mà cà đây hả mọi người, là cà trong siêu thị là ăn không bằng nha. Để cà thì cắt thử cho mọi người coi, nó rất là đặc ruột luôn. Đây mình sẽ cắt cho mọi người xem. Đó cả nhà ơi, cả nhà thấy bên trong nó rất là đặc ruột luôn. Đây, nó không hề có hạt luôn nữa cả nhà, ruột không à. Rất là ngon. Này đi ra chợ bán luôn đúng không cả nhà. Thì bữa nay Cathy hái được bao nhiêu đây nè cả nhà ơi. Bây giờ cũng trễ rồi thì Cathy cũng xin kết thúc cái video tại đây, để mình còn đi làm nữa cả nhà ơi. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi video. Nếu mà bạn nào mà muốn có một cái công thức trồng cà giống như Cathy thì theo dõi cái video trước mà Cathy đã làm cách trồng cà chua từ A đến Z của người Pháp nhé cả nhà. Thì tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Và nếu mọi người thích thì nhớ cho Cathy một like, một nút đăng ký và một nút share nếu mà mọi người thích. Và chúc tạm biệt cả nhà, và chúc cả nhà một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ nha.